SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu nhà Honda. Đây là một em Honda CR-V phiên bản L và có chức năng an toàn Sensing, sản xuất 2022. Và bây giờ chúng ta cùng đi báo giá toàn bộ xe thôi. Let's go. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389. Và trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ mang tới cho quý anh chị một em xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu nhà Honda. Như quý chị trước mắt đây nhìn thấy, có đoán được đây là xe gì hay không? Đây là một em Honda CR-V phiên bản L và có chức năng an toàn Sensing, sản xuất 2022. Odo em này thì hiện tại chỉ mới có đâu đó khoảng 3 vạn thôi. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay và giá thì cũng chưa tới 1 tỷ. Đấy. Và ở cuối video thì em Quang sẽ bật mí giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom. Và nếu quý chị có quan tâm xe này hay cũng như là những cái xe trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho siêu thị với số điện thoại 0813 700 900 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và siêu thị ô tô Hà Nội là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin, cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị ha. Và trước mắt quý anh chị đó chính là Gara Ô tô Hà Nội, thì đó là một trong những địa điểm đạt chuẩn để làm bảo hiểm, bảo dưỡng, detailing, spa cũng như là xưởng dịch vụ của siêu thị ô tô Hà Nội ở bên đối diện đường ha quý anh chị. Đạt chuẩn, quý anh chị nào mà đang có nhu cầu làm bảo dưỡng và bảo hiểm, detailing, spa thì có đến Gara Ô tô Hà Nội để sử dụng cái dịch vụ tại đây. Ngoài ra siêu thị ô tô Hà Nội sẽ còn có các dịch vụ như là sang tên rút gốc, hỗ trợ quý anh chị dịch vụ ha. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ cho siêu thị nha. Rồi, để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Honda CR-V L Sensing, xe Việt Nam, sản xuất 2022, Odo 3 vạn và giá chỉ có 955 triệu thôi. Đầu tiên quý chị nhìn thấy cái phần mặt ga lăng khá là đẹp, màu đen, viền chrome, không bị ố, không bị chảy xước. Đèn là đèn full LED nha quý anh chị. Xe của chúng ta thì cũng có cả đèn gầm luôn. Đấy, đây là cái cách mà để cho quý chị có thể phân biệt được bản Sensing và bản Thái Lan, là cái phần này là cái cách dễ nhìn nhất ha. Đó chính là cái phần này của Sensing thì nó sẽ vuông nè. Đây quý chị nhìn thấy nè, khi mà mình nhìn thẳng vào nó sẽ vuông. Đó, nó sẽ vuông ha. Còn khi nào quý chị mà đi những cái con như Thái Lan á, nó cái phần viền rơm nó sẽ dài cho tới ngay cái mắt đèn này thôi là nó dừng. Đấy, cái phần viền rơm đó nó sẽ kéo dài ngang ngay chỗ đó thôi là nó dừng lại ha. Đó là cái cách mà để cho quý anh chị phân biệt dễ dàng nhất. Cái tiếp theo quý chị có thể phân biệt đó chính là cái phần mâm. Mâm của Sensing thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ hình ngôi sao. Hình bông hoa năm cánh. Còn của Thái Lan thì cái mâm sẽ là cái hình như là cây đao. Cây đao và nó sẽ có 6 cạnh. Nó như cái mâm của con Santa Fe ở ngay chỗ kia kìa. Đấy. Nhưng mà cái bản của CR-V thì nó sẽ to hơn và nó sẽ tới 6 cây. 6 cây ha, 6 cây mà 3 cây to, 3 cây nhỏ. Còn cái này nó sẽ là 5 cây đều nhau. Đấy, của Santa Fe. Đấy, đó là cái cách mà để cho quý anh chị dễ dàng phân biệt nhất khi mà mình đi từ bên ngoài mình nhìn nha. Thôi. Đây, như quý chị nhìn thấy đây, xe Odo 3 vạn ha, khá là đẹp nha. Đây, đăng kiểm thì là tới tháng 7 2025 nè. Có gập gương tích hợp xe anh báo rẻ nè. Đấy, camera 360 là cái này hình như chủ người ta lên thêm đúng không ta? Cam 360 là cam lên. Đúng không quý anh chị? Quay cũng không rõ, hình như là lên hay sao đấy. Các bạn nhớ là như em này không có cam 360 đâu, hình như là lên thêm quý anh chị ạ. Rồi có cả viền rơm cửa sổ ha. Rồi hai bên hông cũng có cả một cái phần viền rơm bảo vệ, vừa bảo vệ vừa trang trí. Ngay phần đằng sau đây, mâm này lớp này, lớp Michelin ha. Ba đời sóc quý chị nhìn thấy nè, liền nè. Đấy. Đẹp chưa quý anh chị? Giờ mình sẽ lùi ra đằng sau một chút xíu, xe đã được dán phim 3M Crystal Light. Đấy, một bộ phim cũng khá là giá trị ha. Đèn đây, đèn cũng khá là đẹp, đèn full LED ha. Đèn rẽ và đèn lùi vẫn là đèn halogen. Xe có cả cảm biến lùi, camera lùi và đặc biệt là được sở hữu công nghệ VTEC, một trong những cái công nghệ van biến thiên giúp cho nhà Honda có mức độ tiêu nhiên liệu cũng khá là ok. Và cái công nghệ này thì nó khá là đẳng cấp quý anh chị ạ. Đấy. Rồi. Xe thì có cả cúp điện luôn. Đấy,
máy của chúng ta là máy 1.5 turbo nha quý anh chị. Vừa có VTEC mà vừa có turbo nữa, thì quay nói thật với quý anh chị, tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây ốc cớp nè, rất là đẹp nè. Em này là vì em này là CUV 7 chỗ nên là hai ghế sau chỉ là hai ghế hỗ trợ thôi nha, 5+2 nha quý anh chị. Đấy. Mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì tầm khoảng 7 lít cho 100 cây hỗn hợp thôi. Lớp sơ cua thì nằm ở phía dưới nha. Đây cho quý anh chị xem lớp sơ cua. Để quay nóng cái cớp lại đã. À sorry anh chị, em quay nhầm, lớp sơ cua thì nằm ở bên trong đây. Lâu quá em quay không có về Honda CR-V nên là hơi nhầm lẫn một chút xíu, quý chị thông cảm nha. Đây nó sẽ nằm ở dưới đây. Đây lớp sơ cua đây quý anh chị ạ. Toàn đường chỉ vàng đây. Đó chứng tỏ là chủ người ta đi rất là kỹ nha quý anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong nội thất của xe ha. Đây mức độ tiêu hao nhiên liệu 7 lít trong 100 cây đường hỗn hợp. Hai hàng ghế sau khá là rộng rãi và thoải mái. Như quý chị nhìn thấy đây. Thì em xe này để mà nói em này ngon thì cũng không ngon, nhưng mà cua bắp thì cũng không cua bắp quý anh chị. Chạy rất là ok, êm đầm chắc, máy 1.5 đi tiết kiệm nè, 7 chỗ nè. Mà của Honda nữa thì em quay nói thật quý anh chị, không còn gì phải bàn cãi rồi. Chưa kể là công nghệ VTEC nữa, rất là đình đám ha quý anh chị. Ai ghế chỉnh điện đây. Dẫn cái sensing đây. Đấy, cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn nè. Giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe đằng trước nè. Lẫy số vô lăng nè. Đấy. Auto đèn, auto gạt mưa, màn hình đầy đủ hết, sạc pin không dây đây. Và đặc biệt là có một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh khá là to. Đấy, túi khí quanh xe rất là đã nha quý anh chị. Đấy, đẹp chưa, đường bình thông này đẹp chưa. Giá thì chỉ có 995 triệu. Sao anh chị, 955 triệu cho em xe này. Honda CR-V L Sensing 2022 Việt Nam, Euro 3 vạn. Và nếu quý chị có quan tâm xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho siêu thị ha. Xe thì sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngầm nước vào động cơ, hộp số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản cho quý anh chị nha. Rồi. Và chỉ với đâu đó là khoảng loanh quanh 300 mấy chục triệu, 400 triệu thôi là quý anh chị đã có thể may được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Siêu thị Tô Hà Nội hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu thì hiện tại đang giảm xuống dưới 9%, 10% trong 1 năm thôi. Và những quý anh chị nào mà đang sinh sống tại Sài Gòn sẽ có cái lãi suất tốt hơn, đó chính là 7.5% cho 9 tháng nha. Đấy, quá là ok luôn. Rồi cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video em quay review cái xe này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi báo giá toàn bộ xe đang có tại showroom ha. Và nếu quý chị có quan tâm thì có thể liên hệ cho siêu thị để nhận thêm thông tin chi tiết ha. Số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng đi báo giá toàn bộ xe thôi. Let's go. Ok quý anh chị ơi, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi báo giá toàn bộ xe đang có tại showroom ha quý anh chị. Và nếu quý chị có quan tâm một trong những cái em xe đang giới thiệu và báo giá nhanh trong video này, hay là những cái xe ở đầu video, thì quý anh chị có thể liên hệ cho siêu thị với số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Đây, Mini Cooper rất là đẹp ha. Hoặc là quý chị có thể đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị ô tô Hà Nội nha quý chị ha. Hà Nội, siêu thị ô tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha. Rồi, để cho quý chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom đây. Và như hôm qua thì Quang có đọc nhầm giá em xe này nha. Đây quý chị, em xe đầu tiên Mazda 2 phiên bản sedan, sản xuất 2017, odo 100.000. Và em xe này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 355 triệu. Vẫn rẻ hơn i10 và Morning bản tiêu chuẩn nha quý anh chị, chứ không phải là 335 triệu như là hôm qua em có đọc nhầm ha, quý chị thông cảm nha. Đây 355 triệu cho em xe này. Đấy, sedan. Và quý chị đến xem xe thì sẽ còn ra lọc cho quý anh chị ha. Rồi tiếp theo, bim nước Z4 bản R. Đấy, bản mui trần, hai cửa, hai chỗ ngồi, odo 67.000 cây, máy xăng. Em này thì hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 990 triệu cho em xe này. Bản Z4R này đã được chủ người ta lên đèn, lên mâm, lên bô on up ha. Rồi Mazda 2 này là sedan hai đầu nha quý anh chị. Cái này của chúng ta chỉ có bản hatchback và sedan thôi. Rồi tiếp theo đây, một em Mini Cooper bản
4 chỗ ngồi nhưng mà là ba đo ba cửa ha. Đấy. Đây, em quay sẽ đi một vòng cho quý anh chị xem. À, check lại thông tin xe này một cái quý chị thông cảm ha. Đây, xe về nhiều quá nên là không có nhớ giá quý anh chị ạ. À. Màu xanh đen rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Đấy, đèn mới luôn nè. Em này quý chị mua mới giá phải loanh quanh hơn 2 tỷ ha. Mà bây giờ em quay bán chỉ có khoảng 1 tỷ rưỡi thôi, 1 tỷ rưỡi hơn. Đây. Cooper 2021 nè. Odo 15.000 cây màu đen và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1 tỷ 580 triệu cho em xe này. Nhập Anh, máy xăng 1.5. Đấy, 1.580. Đấy, xe này thì em cũng đã quay chi tiết cho quý anh chị xem rồi ha. Đấy, khá là đẹp luôn quý anh chị ơi. Rồi 1.580 cho em xe này ha, Odo 15.000 cây, máy xăng, bảng 3 cửa ha. Qua đây chúng ta sẽ có Toyota Corolla Altis bản V1.8 2022, bản cao nhất trong dòng máy xăng ha, thua mỗi hybrid thôi. Odo em này là 3 vạn và hiện tại thì đang được siêu thị chào bán với mức giá là chỉ có 710 triệu cho em xe này thôi quý anh chị ơi. Màu trắng khá là đẹp. Rồi, qua bên đây. Chúng ta sẽ có một em xe Hyundai Accent 1.4 máy xăng. Đặc biệt bản này có cửa sổ trời, sản xuất 2022, Odo cũng là 3 vạn luôn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 485 triệu cho em xe này. Đấy, xe này cũng đã quay chi tiết rồi. Hầu như những cái xe này đã quay chi tiết hết rồi nha quý anh chị. Đấy, 485 triệu. Quý chị có thể liên hệ đến Zalo siêu thị sẽ gửi full thông tin chi tiết cho quý anh chị ha. Máy xăng 1.4. Rồi một em xe khá là ok. Hyundai Kona máy xăng tiêu chuẩn, sản xuất 2021, Odo 40.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 535 triệu, cũng đã được chủ người ta lên ghế da nè, camera nè. Đấy, 535 triệu ha. Odo 4 vạn, 535 triệu chứ phải 435 triệu mà nhầm ha, 535 triệu. Đấy. Bị nhầm cái Odo. À, sorry anh chị. Tiếp theo chúng ta sẽ có một em Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2018 Odo 60.000 cây và hiện tại thì đang được siêu thị chào bán với mức giá là 685 triệu cho em xe này, máy xăng 1.6 có Turbo nha. Rồi qua đây chúng ta sẽ có một em Mazda CX-30 sản xuất 2022 bản Premium có cửa sổ trời. Xe này của chúng ta chỉ có bản Luxury và bản Premium thôi. Đấy, bản có cửa sổ trời và bản không có cửa sổ trời ha. Em này cũng hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 710 triệu. Odo em này là 32.000 cây, màu đỏ ruby khá là đẹp. Và em này ngoài cái tên CX-30 ra còn mang một cái danh nữa gọi là Mazda 3 gầm cao, bởi vì nhìn bề ngoài khá là giống Mazda 3 nhưng mà gầm cao nên gọi là Mazda 3 gầm cao ha. Đấy. Rồi Toyota Auto Body Comb, một em xe điện chạy trong sân golf hoặc là quý chị có thể chạy trong khu đô thị nhà mình thôi, không có lưu hành ngoài đường được nha quý anh chị. À, xe này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 200 triệu ha. Xe của Toyota nha. Rồi di chuyển xuống đây chúng ta sẽ có một em xe khá là đẹp đến từ nước Pháp, Peugeot 5008 GT Line 2022 Odo 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 960 triệu. Bản full có ghế máy xa, máy xăng 1.6 turbo. Một em Hyundai Santa Fe máy xăng tiêu chuẩn sản xuất 2022 đã được chủ người ta lên hơn 50 triệu tiền đồ chơi, camera 360, có bệ bước, có màn hình sắc tét, có hút kính nha quý anh chị. Giá đang được chào bán là 965 triệu cho em xe này nha. Đấy, máy xăng tiêu chuẩn nha. Xe tuy là bản tiêu chuẩn nhưng mà vẫn được hãng giữ cái bộ loa Hamakadon ha, một trong những bộ loa quang nghe khá là hay quý anh chị ạ. Rồi Toyota Corolla Cross bản V1.8 2020, Odo em này chỉ có 3 vạn thôi và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 725 triệu cho em xe này, máy xăng 1.8 bản full, có adaptive, có cam 360, Toyota Safety Sense. Rồi, quý chị nào mà đây nói em xe này giá hơi cao thì quay sẽ có một em xe giá rẻ hơn đây. Quý anh chị, cũng 2020. Rồi sorry anh chị ha, ngay chỗ quay mặt tiền đường hơi ồn một chút xíu, quý chị thông cảm nha. Đây, cũng 2020, giá thành lại rẻ hơn em kia, cũng bản full luôn, cũng có Toyota Safety Sense luôn. Đây, tại sao lại rẻ hơn? Bởi vì em xe này về cái chiếc xe nó hơi không được đẹp bằng em kia thôi. Em này Odo 5 vạn, em kia thì Odo 3 vạn ha. Em này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là chỉ có
698 triệu cho em xe này thôi. Quý chị thấy chưa, rất là đẹp. Đó. Qua đây chúng ta lại có một em Peugeot 5008 GT Line, nhưng mà hiện tại xe này đã nhận cọc rồi. Thì em quay sẽ lướt qua xe này ha quý anh chị. Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo máy xăng 1.6. Em này sản xuất 2020. Odo em này là 6 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá chỉ có 565 triệu cho em xe này thôi. Odo 6 vạn nha quý anh chị. Đấy. Rồi, một em xe MPV cỡ lớn siêu to khổng lồ, Kia Carnival Signature máy dầu 2.2 diesel 2022, Odo 37.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là chỉ có 1.315 tỷ thôi. Máy dầu ha. Còn siêu bên trong khá là nhiều, chủ người ta thì cũng rất là kỹ, dán BBF bên trong đồ cũng đầy đủ hết nha. Ở đây thì là một em Hyundai Creta máy xăng 1.5. Đấy. Em xe này thì giá 635 triệu, sản xuất 2023. Odo em này là 9.000 cây. Để quan chết lại cho quý anh chị ha. Xe 2023 bản đặc biệt 9.200 cây, giá 635 triệu cho em xe này ha quý anh chị. Bản đặc biệt nha. Xe này thì hiện tại quý anh chị nào mà so sánh giá hãng thì đúng là giá niêm yết là có thể là xem với giá quan bán ra, nhưng khi quý anh chị lăn bánh thì cái giá lăn bánh xe mới sẽ đội hơn 700. Trong khi đó cái xe này em quan nói thật quý chị lăn bánh ra chưa tới 650. Em quan bảo đảm với quý anh chị. Lăn bánh thửa luôn. Rồi. Ở đây. Chúng ta sẽ có một em Toyota Corolla Cross bản G nha quý anh chị, bản này là bản tiêu chuẩn ha. Chúng ta chỉ có bản G, bản V và bản hybrid thôi, thì xe này là bản G ha. Bản V là bản full, bản G là bản thiếu ha. Đây như quý chị nhìn thấy là không có cam 360, không có Toyota Safety Sense, nhưng mà đời là đời 2023 và giá thì chỉ ngang ngửa em 2020 kia thôi. Em này em quay đang chào bán 735 triệu cho em xe này. Rồi, xe thì đang còn rất là nhiều như quý chị nhìn thấy đây. Ở đây là một em Honda CR-V Sensin bản L 2022. Ở em này thì Odo là 31.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 955 triệu cho em xe này ha. Đây, và chúng ta sẽ di chuyển ra đằng sau đi. Một cặp xe SUV gầm cao Toyota Fortuner Legender máy dầu 2.8 2 cầu sản xuất 2021. Odo em này là 2 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 1.200 tỷ nha quý anh chị. Bên đây chúng ta sẽ có một em Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu 2020, đèn vuông mới ha. Đây, mâm nè, mặt ga lăng khá là đẹp ha. Em này thì Odo là chỉ có 8 vạn thôi và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 895 triệu cho em xe này. Khá là rẻ, giá rất là hợp lý ha. Ngày xưa mua cũng phải 1.3 tỷ 1.4 tỷ. Rồi một em xe 4WD Sport, xe gì đây quý anh chị ơi. Một em Toyota Land Cruiser Prado sản xuất 2019, Odo 60.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá chỉ có 2.120 tỷ cho em xe này. 2.120 tỷ, Odo 60.000 cây ha. Land Cruiser Prado chưa bao giờ rẻ như lúc này. Em này quý anh chị mua mới giá phải khoảng 2.9-3 tỷ. Hiện tại quan bán chỉ có 2.120 tỷ thôi. Đã được chủ người ta lên bộ body kit khá là đẹp. Bên đây chúng ta sẽ có một em Kia K3 bản Premium máy xăng 1.6. Em này sản xuất 2022, Odo em này là 12.000 cây ha. 12.000 cây quý anh chị và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 595 triệu cho em xe này ha. Em này là máy xăng 2.7 nha quý anh chị, máy của Toyota Fortuner máy xăng ha. Rồi, bên đây chúng ta sẽ có một em Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2022. Odo 40.000 cây và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là chỉ có 815 triệu thôi. Máy xăng 1.8 ha. Đây, Cross rất là nhiều nha quý anh chị. Và SUV là quá trời luôn quý anh chị, rất là nhiều SUV ha, gầm cao. Đấy, xu hướng bây giờ là đi SUV rất là nhiều, gầm cao, máy thoáng. Đấy, đi thích rộng rãi quý anh chị, không sợ ngập mưa. Đấy. Kia Sportage sản xuất 2023, Odo 6.000 cây thôi. Bản Signature 1.6 Turbo không có X-Line nha. Em này hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 995 triệu. Bản không có X-Line mắc hơn bản X-Line 10 triệu nha quý anh chị.
máy xăng 1.6 turbo ha. Bây giờ chúng ta sẽ có Hyundai Santa Fe máy xăng premium sản xuất 2021. Euro em này là 2 vạn và hiện tại trên đồ siêu thị chào bán với mức giá là chỉ có bao nhiêu tao em quay qua đúng rồi, 1.055.000.000 cho em xe này, máy xăng premium. Kia Sorento Signature máy dầu bản 6 ghế sản xuất 2022. Em này Euro 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá 1.035.000.000 cho em xe này. Và em xe cuối cùng trong video ngày hôm nay, Chevrolet Captiva LTZ 2017 Euro 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị chào bán với mức giá là 465.000.000 cho em xe này. Màu đỏ khá là đẹp luôn quý anh chị. Đây quý chị nhìn thấy ha. Đấy. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà siêu thị ô tô Hà Nội đang có. Và nếu quý anh chị đang có quan tâm một em xe nào thì hãy nhấc máy liên hệ cho siêu thị với số điện thoại 0813700900 hoặc là add Zalo số này để nhận được full thông tin chi tiết xe ha. Rồi thì em Quang cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi đồng hành với em Quang hết video ngày hôm nay. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Và nếu quý chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình nha. Và hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.